đến lùi lùi anh ơi, lùi vào khoan ở điểm này luôn. Đây họ có mặt chút cô không ơi? Dạ. Đây họ có mặt chút cô không? Thông cảm thấy hơi xa. Hey. Đó. Phải xa này nó mới thông cảm tí, hơi xa. Ok, hello, chào các bạn. Cứ bơm một phát là chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Môn Nụ Vlog của Sống A tại Châu Phi. Thì sau thời gian khá dài chờ đợi anh Phương các bạn, thì hôm nay anh em mình mới nhờ được anh Phương vào trong bản vùng sâu này, hai bản phía trong này để khoan hỗ trợ giúp người dân một chiếc giếng nước sạch nha các bạn. Thì mình buổi sáng mình đã vào và từ sáng sớm để cùng với bác trưởng bản đi tìm tất cả các cái điểm nào trung tâm của bản để khoan hỗ trợ giúp người dân đấy các bạn. Thì như ở đây trung tâm của bản thì ở mãi bên quả sườn núi bên kia, nhưng mà vướng con cầu nào không thể xe của anh Phương, xe khoan giếng này không thể đi qua được con cầu đấy để sang đến chỗ trung tâm bản này mà qua nhà thờ được, nên phải anh em mình đã chọn cái điểm này là điểm trung tâm nhất để khoan hỗ trợ giúp người dân hai bản bên trong là một cái giếng nước sạch nha các bạn. Ấy xô bà áo đầm nét ở đây rất xê cả anh có ra gì á thì ra ơi, điểm đẹp nhất rồi anh ạ, điểm đẹp nhất rồi. Ở bên em sáng vào là tính là khoan ở bên chỗ nhà thờ bên kia cơ, nhưng mà cái cầu nhỏ lắm mà sao đây đông dân thế này. Nhiều đây họ chưa đến đâu. Đây là giờ mới thấy xe vào mới chạy đến kìa. Đây là hai bản bên đây một quả đồi, bên đây một bản, bên đây một đồi, bên đây một bản, gộp lại một. Bây giờ họ tách ra thành hai bản. Cứ tưởng là cái chỗ ngoài bản ngoài kia là đây là hết đường rồi. Đâu, và trong còn sâu ở trong nữa. Ôi mày, sai. Thế nào thế đường thế nào? Hả? Giờ là anh Phương là đi xuống từ sáng sớm các bạn, và bây giờ là 1 giờ chiều rồi. Một giờ chiều thì mới vào đến trong bản. Em anh khoan em vào cái điểm này. Xong rồi mang móc áo ra dò xem làm thế nào. Mang móc áo ra dò. Đấy. À, mình vào cùng vào từ sáng sớm là cùng với các bác trưởng bản đi tìm hết các chỗ các bạn. Nhưng chỉ có điểm này là điểm đẹp nhất, cũng như để em cắt ra nhà là ở ngoài thị trấn là đón anh Phương là giờ cắt ra nhà mới vào được đến đây này. Chào các bạn đi. Đây, cắt ra nhà là đi theo xe anh Phương, còn em đi nhù và đi theo một xe nữa, xe tải chở nước nữa các bạn. Ê, tí nữa mới vào được đây. Thôi anh thủ tục thế nào thôi. Đấy, để các bác trưởng bản chọn thôi. Anh cô già cũng không muốn anh bài sử tình ao anh này sao vì ui giời ơi, gục rồi, có nước rồi. Cái điểm này để mọi người nhà quanh quẩn ở sườn sườn này, mọi người xách can đến đấy thôi. Có mày không? Ui giời, giúp này. Tức là Avo. Sì, sì, ta về. Sì, nó sửa cô là cô mà nó mới bị đồng bào. Ê, sì, gà mù phát ra, mà nì về nả kì bà. À, bà sì. Nụ nè mấy cái y đế giá, tên bồn đi. Ê, mù tù bì kèn, ta mà nì. Cà đủ nâu sì gà bà sà. Ta về, ta về. Đây. Đây. Bên nhà thờ bên kia thì đẹp quá mà cái điểm nó cầu không được đi này. Cứ trung tâm mà chiến thôi. Chỗ này sau này đất nó hoang mà sau này có gì để làm trường học cho các em nhỏ đấy cũng được mà. Đây. Đấy nhá. Dạ. Cứ thế là đấy nhỉ. Đấy. Anh cứ chỗ nào có nước là được thôi. Bác trưởng bán vào chỗ điểm này là trung tâm thì mình cứ thế này mà khoan thôi. Đúng đấy, thì phát này đều thì phát này khi tinh ảo à. Thế này khoan thôi. Em lần này em tin tưởng móc áo của anh rồi đấy, không như năm ngoái đâu. Năm ngoái này không tin tưởng, nhưng hôm nọ khoan là bản cám ơn ông gà một nhát là ăn luôn các bạn. Đấy. Ấy đấy, em làm thử cái nào. Dạy em cái này nhé nữa nè. Nhìn này. Nhìn này. Đây. Đấy. Đấy. Cứ đi thôi nè. Đâu có nước thì nó chắc quặp. À sao nó? À... Từ nó đấy chứ mày. Ấy bao đủ phát ra. Ấy à. Đâu? Đi vòng qua cho nó. Đi thẳng à. Chấm thôi. Ừ, chỗ này quá này, đang gục gục này. Chỗ này quá.
Có, ấy tự nó kéo này. Ui. Đúng rồi. Ê, mấy em bấm này, thổi gần thúng tay này. Thì phải nước phải có âm dương thì nó mới. À. Đúng rồi, giờ là tin rồi. Xiến gai rồi. Ai tao vùng. Sí. Am máquina. Voy a ver acá, Simba. Dale. Está ahí. Usted me mostró. Sí. Usted con aquí. Va a puxar agua. Sí. Usted encontra aquí. Sí. Usted me trouxe. Sí. Muito obrigado. Sí. Tá bem. Pronto. Sí, tá bem. Okay. Amor, muito bom, amor. Các ông, các bà lớn tuổi, mọi người rất tình cảm. Mọi người nói nhìn thấy máy, nhìn thấy máy, nhìn thấy ống nước là vui rồi, là sẽ là mọi người sẽ có nước sạch để sử dụng rồi. Đấy, mọi người, các ông, các bà đang nói. Ống dày anh ấy. À, nói đùa. Có thừa đoạn ống nào này anh cho em đoạn. Một mét ống này 500.000 Việt Nam mình các bạn ạ. Đấy, mua bên đây đấy. 500.000. Một cây là thay thế một cây là một cây 4 mét đúng không? 6. Cây 6 mét à? Úi giời. Cây 3 triệu bạc một cây ống này. Chôn xuống đất ấy. Một cây như này mà một cái 1 mét ống như này là hiện tại như anh Phương nói là 500 tính là bằng 500.000 thì Việt Nam mình. Một mét. Chưa có tiền trả nữa. Bên này đắt lắm, mọi người họ nhập khẩu đó hàng sang bên đây tất cả từ những cái ống nước như này. Từ bên đây như cái cút 27 hay là cái ống 27 là không có đâu mọi người. Nó có cái ống 25. Ống 25 nhưng mà này nói chung là cái đồ về nắp nước này hiếm lắm, có cái nọ không có cái kia. Thiếu cái nọ được cái nọ mất cái kia không có. Như đúng rồi, anh phải chôn được cái loại ống như này nó mới uy tín, nó mới dày. Anh xứng đáng có 10 người yêu nữa. Bao nhiêu? 8 triệu. Không có sai phát nào. Ôi, anh em mình làm giúp nhau lấy. Anh em mình làm giúp nhau lấy cái tình cảm mà được rồi. Ống này, rồi. Không phải một loại đâu. Rồi. Mảng này. Vừa đem luôn rồi. Đúng cái điểm này nó có nước các bạn. Điểm mà trên này, chỗ này có bóng mát của cái cây này thì không có nước. Đúng cái điểm này luôn. À, có trong xe em lúc nào giờ có mà tí nữa. Tôi được kia là suốt bà đã đi bóp bán đủ đam bó ra xả. Nó tên luôn em nè. Trong xe lúc nào có vài thùng. À thế à? Vâng, có chứ. Tí nữa để xem thủ tục của anh xong chưa. Để các bạn, các ông lớn tuổi làm lễ này. Bác trưởng. Ok rồi. Anh thu được ra, có một mai về thì phát ra, có một phát ra. Để phong tục của bản đi đến đâu cũng thế các bạn. Mình hỏi ý kiến các bác trưởng bản hết. À, có bánh quy, trong xe có mà. À, cả bánh lấy gói bánh quy rồi. Ôi giời, thế đây có mà. Tao bánh bột ra sao, tao bánh đá. Đây, muốn ra sao, tao bánh đá. Để các ông lớn tuổi trong bản làm phong tục của địa phương các bạn. Đi đến đâu thì ở đấy cũng có một cái phong tục đấy. Mọi người, anh Phương cũng đi nhiều cũng có kinh nghiệm rồi. Mới là bán nào cũng vậy đó. Để các ông làm lễ. Mình không mê tín, không bán nhạc. Anh Phương nhà đâu? Có một, anh mua ra sao? Có ăn được? Sì. Đôi xe cả. Quá từ đôi xe cả. Ok, đôi xe cả. Anh còn để tí bỏ trong xe. À, cái này nhà anh quá đa nụ ca đủ đi bôi đa mô ra sao? À, đa kiên sao? Các ông lớn tuổi này các ông biết đấy. Hôm nay lại thân cháu nó bỏ cái lông bia, cái thùng bia chúng mất rồi. Vâng. Con đổ bia xuống dưới. Tira o que é doce. Cada qual tem que ter, né? Tá bandura. A máquina aí, vai. Vai, mani. Tu vai durir com ele.
Dạ. 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 Cũng rất là đơn giản thôi, chỉ gọi như kiểu xin ông thổ thần thổ địa ở đây gì đó để cho được khoan may mắn, thì mình chỉ thấy nói là máy có gọi là máy là được tốt đấy, đó là cái phong tục của địa phương. Ta vậy không biết là được không, một các ông cứ cảm ơn từ đầu đến cuối. Ok các bạn, thì vừa rồi thì các cụ lớn tuổi trong bản cũng đã vừa làm lễ để bây giờ anh Phương cũng chuẩn bị máy móc để khoan giếng tại điểm đây. Anh em mình cùng các bác trưởng bản đã chọn cái điểm đây là điểm trung tâm nhất của bản để khoan hỗ trợ mọi người cái giếng nước sạch ở đây nhé bạn. Thì tất cả chi phí để khoan chiếc giếng nước sạch để giúp người dân hai bản đây là đều của hai cháu Ngọc Đức và Quang Khải ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội thân tặng người dân của hai bản các bạn. Thì anh em mình thay mặt tất cả người dân của hai bản đây xin cảm ơn hai cháu Ngọc Đức và Quang Khải ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã gửi tặng người dân bản chiếc giếng nước sạch này nha các bạn. Thì bây giờ để anh Phương bắt đầu làm việc. À xô bà, ấy tu đuổi cô mù, Phật đây là Phật dạy mani về nà gì, cái ông đôi ấy kia anh xả, đôi kia anh xả, anh này phải cả Việt Nam meta, anh ấy phải làm mai cô ni gà cũng bao nụ, cũng mang năm mét để xây gà kia, à rồi đã cũng bồ vụ, cái xem lại anh này về cái video cái cùng bao nụ, xin, anh này mang là à rồi đã, đây. Mọi người cũng đã nói với bác trưởng bản cũng như người dân là tất cả chi phí để khoan giếng nước sạch đây là đều của hai cháu Ngọc Đức và Quang Khải đã nhờ mẹ liên lạc với anh em mình và để giúp kinh phí để khoan hỗ trợ người dân bản giếng nước sạch các bạn. Thì vừa rồi bác trưởng bản cũng đã nói với trao đổi với người dân là hai cháu nhỏ giúp đỡ người dân bản cái giếng nước sạch đấy các bạn. Đấy, ta bồng áo đây tia đang mang nè. Đấy, bây giờ là anh Phương là chuẩn bị máy móc là tiến hành khoan thôi. Hy vọng là cái giếng đây, giếng này cũng như giếng bản Camon Nang Ga bữa hôm trước là may mắn. Đấy. Mai cái điểm này rất là mát luôn. Khoan ở cái điểm này có cây che ánh mặt mặt trời. Khoan nhá, xuống đây có can luôn rồi. 3 mét là có can ngay.
magazine. Ừ. Em muốn được Asia nữa anh. Ê. Hiện đại ấy. Như cái mà mũi hỏa tiễn thế này. Tính ăn gì à? Tính biết tao là. Ê, tính biết tao là mày. Đúng em biết tao là anh đi. Các mình. Mày sao đi? Mai Grande. Mai Grande. Đấy. Mà bây giờ là ăn gì? Tôi được kia anh sang, vay đi. Ok nha các bạn nè, để anh Phương với cùng các bác thợ làm việc thôi. Để ra
phát cho các em chút bánh kẹo. Úi giời, đông thế này, trong xe có mấy thùng không biết có đủ không ấy. Đây. Ui trời, đông lắm, nhiều các em nhỏ lắm. Mấy cái bệnh ơi, tôi kia là bán là gì? Bán gì? Bán phân là gì? Bán là gì? Phía này nhỉ? Cách, bán phân này, bán gì? Ý xưa, đấy bé lên trên rồi, nó chen bay cả lên dưới rồi. Đây, các em nhỏ các bạn, đông lắm, ở trong bản này, nhiều các em nhỏ lắm. À, phát cho các em ít bánh thì anh em mình à, anh em mình à, vì anh em mình à, đi trong bản đấy, thì à, lúc nào trong xe cũng mua bánh, không biết hôm nay à, trong xe còn mấy thùng đi, 3, 4, 5, không biết 7 thùng có đủ phát cho các em không? Hôm nay mua được à, mấy thùng đấy. Tiện vào trong bản là lâu là vào trong bản là lúc nào trong xe cũng có bánh các bạn à, phát cho các em nhỏ. Ê, sáng đi vào trong bản mua cả được mấy con gà nữa, mấy con gà nữa để tí gà mái mới vừa trống đẹp lắm, để tí rồi tí còn rẽ ra nông trại à, thả ngoài nông trại ấy. Đi đây tù phi nào, đi đây tù á chơi. Ơi đủ đấy, đủ á, em hai cái đấy, em hai cái cho vui thôi, bảy thùng rồi. Kênh gia thành bát xa kì phích gì á, số bên sao sung vền đâu ấy. Đây mỗi em ô phải nào, obrigado, đang ăn cái phát ông đi ra đâu, đang ăn luôn mía là phát cho các em cái bánh cho vui. Xin, xin, cây nhân tay bắt ra gì? À, đi nhu, có một đa kia ăn sáng. Xin, cắt ra nhà. Cây nhân tay bắt ra gì? Mỗi em mà hai mà cái cho vui các bạn, từ trong bản ấy. Nhiều em nhỏ lắm mà anh em mình cũng biết nhiều như này đâu. Trong xe có mấy thùng, mày mới mua. Ô từ đầu vay ajuda. Xin, phích ra gì? Có thể phích ra gì? Xin, phích ra gì? Xin, cá đà bê sổ đôi. Xin, phát ô bê đi gà đô. Đấy. Đấy, đấy, bé chưa biết nói. Đấy. Đấy. Kênh nhất thanh bát sàng. Ai nào? Ai nào? Cô một đề bà gà kênh nhất thanh bát sàng. Bát sàng. Xin. Xin. Em nào quán là ra. Đấy. Nhiều các em lắm. Ở đây các bà, các cụ già, các cụ cũng muốn nhận, cũng muốn có bánh. À vô. Đây. 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 Đây thôi. Đây. 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 Bát xa. Đây. Đây cho tay bát xa gì. Đây. Người lớn cũng thích bánh, không nói thì các em nhỏ. Người lớn cũng thích có bánh các bạn ạ. Đây. 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 Bạn nào obrigado. Ê. Cảm ơn. Đây. Các bạn cũng thích. Đây. Ai à vâng. Ý. Ta ơi. Phát được các em nhiều lắm. Em nhỏ nhiều lắm. Xin. Cắt đá vâng. Đá vâng. Đây. Ý xưa. Phát được các em. Ui xài. Ê phát ông đi ra đâu. Phát xài. Ui xài. Đông quá, đông quá. Chắc là đủ đấy. Phát nào, ông đi ra đâu. Ê phát nào, ông đi ra đâu. Em nào quá nào phải đi ra bên ngoài này. Đấy. Phui à, bố ra sao. Chắc là ra. Ê
tiên ai con mẹ ai đây là tiên à ba nụ ai rồi nè ui giời đây phát rồi hai cái bánh này còn lấy cái xé từ miếng tư móng ông à cất giữ ui, ăn thôi rồi nhìn đi ta bơi pro và ta cua nào à anh Phương ơi anh à cất đây khoan thôi em nhé em phải đi em về em phải ra ngoài cái gì đi một nơi một tí đi nhá. Ok. Anh đây giúp em ấy. Đâu có biết tớ sẽ làm. Vâng. 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 Tối về ngoài nhà ăn cơm nhá. Tối chắc không phải. Vào về có về có vào về rồi không. Mà thợ ngủ ở đây đi. Qua cần gì cũng nói với bác trưởng bản em ấy. À sơ bà. Em bảo tớ đến đấy ở đây thì cũng là không mất. Ở đây trong bản sâu này không sợ. Lành người dân lành. Không sợ. Trong bản sâu này. Không sợ bận. Vâng. Và để em dặn bác trưởng bản câu nhé. Để anh ở đi giúp em ấy. Ok các bạn, để đang nói anh Phương cùng có thở đây. Khoan giúp anh em mình dặn phải đi lại đi mỗi nơi một tí. Giờ cũng chiều rồi. Giờ cũng cả hơn 3 giờ chiều rồi. Giờ phải đi chạy ngoài nông trại một chút đưa mấy gà ra ngoài đấy đây các bạn. À sao bảo? Sim, agora meu irmão, mau, em meta daí, como tudo meta daí aqui, aí fica trabalho aqui. Tá bem. Como, soba, ele tá tem comida, à noite soba manda tipo dois jom. Ah. Agora conta no banco no coisa. Ah, tá bem. Ah, tá bem. A minha, de minha, bao nhiêu vai vi? Ah, tá bem. Eu vou passar meu mano. Sim, tá bem. Thì ok, các bạn này, anh em mình cũng dặn các bác trưởng bản như anh Phương để anh nói các bác thợ rồi để tất cả mọi người vẫn trong quá trình khoan giếng thôi, thì có thể sáng mai anh em mình mới vào xem mà khoan được như thế nào, cũng như có thành công hay không, con đường nước nhiều hay không, hay là thành bại như nào thì ngày mai anh em mình sẽ vào sau các bạn. Thì ok các bạn, thì bây giờ anh em mình phải chạy đi mỗi nơi một chút nữa, có thì ngày mai anh em mình sẽ vào các bạn. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa, các anh em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Bắc Núi Vlog của sống tại châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều hay, cũng rất nhiều người quan trên núi chúng mình các bạn. Chào các bạn, Trung Bông phát là các bạn đa mình. À, các ông cũng ra, các ông già, các cụ già ra ngồi xem. Tút đồ áo phổ, anh em phải có mình á. Xem, đấy, các ông ngồi đấy xem khoan giếng đây. Bố đây xà khui à? Bố đây xà khui à? Đây, bánh ngon này. Đấy, các em, có em thì cất đi rồi, có em thì cầm ăn đi. Đấy. Em về đây anh Phương ơi. Anh Phương ơi. À đấy nhá. Vâng. Đấy, mọi người có cái bánh rồi ăn, đứng ăn vui. Ba mua cắt đi nhỉ? Đưa bây giờ mà đưa cả mấy. Bố đưa ra cuối à? Chỗ nào có bánh? Đấy.